Nấu nhiều không? Dạ. Ủa, nấu ở đâu? Đây đúng không? Chén cho táo đỏ nè, hạt sen nè, kỷ tử. Anh thích ăn táo đỏ. Chén cho nhiều táo đỏ nha. Hạt chén. Đúng xịn luôn. Có cho bìm bìm ăn không? Xíu em nổi chồng nha. Lại để anh lấy cái này mang chung. Mang đồ này đi. Mang đồ. Đồ này tên gì anh? Lucky Green. Lucky. Hai màu. Lucky. Hai màu dây. Nhưng mà chắc xỏ cái anh cũng có. Đồ. Chắc xỏ bằng cái dây đen vậy sẵn. Vậy cặp. Ok. Nó có cái này nữa không? Cái tay cho. Ừ. Cái này là màu xanh lá mà đúng kiểu. Bên giống đúng gì không? Real luôn á, đúng không? Giống Heineken. Ờ. Giống bia Heineken. Ừ, chen. Anh nói em mới thấy. Ta-da. Hôm nay quay chủ đề gì em? Hôm nay, hôm bữa mới đây là em đăng cái Q&A trên Instagram của em á. Là trả lời câu hỏi à? Đúng rồi, trả lời câu hỏi, mấy câu hỏi mà người ta hỏi em á. Hỏi em với anh hay sao? Hỏi hai đứa luôn, mà kiểu bây giờ nếu mà em trả lời mình thì nó đâu có vui đâu. Okay. Với để nó đầy cái Instagram. Nên là hôm nay em mời anh trả lời chung đúng không? Mời. Là hôm nay tôi bỏ một ngày đi làm. Khách mời. Ok, khách mời đặc biệt. Nãy thấy cái nón màu tím dưới đây nè mọi người, lụm lên đeo luôn. Hơi bị hiếp hước nha, màu hồng cái màu tím của Dirty Con nha mọi người. Dirty Con. Mình thắt dây dài đô mọi người. Ê, đã thắt dây dài là để cái chân vô mới thắt mà. Ôi. Tại đó giờ qua làm được xuống đó. Nên là tôi đang không có biết. Tới dài vậy mà ra là có làm hết. Mày cuốn lắm mày. Sắp kỷ niệm 2 năm mới có tính đi đâu. Đi chơi. Đi đi đâu không? Đi du lịch. Em à bây giờ Khoa với Ola sẽ trả lời 19 câu hỏi mà tụi mình chọn lọc ra ở trên Instagram của Ola. Thì bây giờ sẽ không cho Ola với Khoa nhớ là mấy câu hỏi là gì hết. Thì sao ảnh thù tì. Thì cái người thắng sẽ được chọn cho cái người kia trả lời. 1, 2, 3. Số mấy? Số 6. Số 6 là bí quyết để anh chị không chán nhau là gì? Bình thường mà đối với mình á, để mà không chán nhau thì ra là tụi mình không có chán. Đa phần là kiểu như nếu mà mấy cái mối quan hệ mà quen lâu rồi cưới nhiều năm á thì thường chắc là sẽ có mâu thuẫn, tại vì bạn bè hay là cha mẹ gì đều sẽ có mâu thuẫn á. Nên là hai đứa mình thì nếu mà có mâu thuẫn thì sẽ cố gắng giải quyết, và để mà không chán á thì tụi mình sẽ có một cái gọi là cái lịch. Ví dụ như như mình đi thì mình sẽ đi làm hay là đi học, và đi với bạn này hay gia đình là mình đều có một cái kế hoạch trong tuần hết, và sẽ có thời gian dành cho Bola, cho gia đình, cho bạn bè, công việc rõ ràng, và theo đó rồi cứ làm theo thôi. Nên thường là sẽ không có, nói chung là chán hay không thì mình phải gọi là cân bằng đó. Nói chung là chán hay không là em nghĩ nếu mà tự nhiên giận nhau xong cái không nói chuyện rồi không đi đâu hết, không làm gì hết là chào là luôn đó. Bây giờ tới anh chọn cho em nha. Ok. Bây giờ anh sẽ chọn câu số 10. Số 10 là ấn tượng đầu tiên của hai người lời nhau. Là phải trả lời chung rồi đó. Ừ. Em trả lời trước đi. Ok. Ấn tượng đầu tiên của Ola là lúc mà thấy Khoa đúng cao luôn. Là hồi đó giờ chưa bao giờ
lựa ra quen một cái người nào mà cao tới như vậy mà ốm nữa nha. Khoa không có phải là cái cân nặng gì đâu mọi người, là ấy là, Khoa ốm ấy là bây giờ đó mà ai thấy Khoa ốm đang gầy á, gầy bây giờ là do kiểu mình tập thể dục, mình muốn cái người mình đang như vậy, nhưng mà cái này là đang cân đối nhất luôn rồi đó. Còn á, cái hồi xưa ra gặp Khoa nha là ốm mà tông teo, mà cái chân này của Khoa này là nó như một cái tâm luôn á. Thế là lúc anh gặp em là anh cao 1m8 mà anh có 53kg à. Ừ, mà cái mặt của Khoa nhọn thiệt là nhọn, xong rồi để đuôi ngựa thì cái tóc và đầu bùm ngựa là nó phải vuốt hết lên luôn, mà mọi người nghĩ đây là vừa ốm mà như vậy nữa. Xong mới đầu là cũng ấn tượng lắm, xong lúc sau hết á, sao mà ông này ốm dữ vậy, sao mà kiểu che chở được mình luôn á, kiểu nghĩ gì luôn á. Ấy là 1m8 mà có 53kg à. Bây giờ em là 1m8 mà gần 70kg. Còn à, còn ấn tượng của anh thì anh là anh biết em trên mạng thì kiểu như nhìn thấy kiểu vui á, hay là lúc đó kiểu em cũng nổi á. Có mấy cái clip coi là kiểu chạy xe đạp điện gì á. Xong rồi kiểu lúc đầu gặp thì Bảo La ít nói chứ không có nói nhiều, với lại hát hay dễ thương, mà về sau mới biết kiểu bị khùng khùng. À, nhưng mà anh nhớ là cái lúc mà lần đầu tiên hát cho anh nghe ở cái quán cà phê á, hay là có cái đợt thứ hai gặp, lần thứ hai là mình chở Bảo La ra một cái quán cà phê, xong rồi Bảo La đăng ký là nó hát luôn, thì kiểu mình cũng kiểu bị khớp á, vậy vô kiểu chết mẹ sau này giỏi quá giờ sao giờ mà hoang hết luôn. Nói chung cái kiểu ấn tượng đầu thì lúc đó tôi đang 18 tuổi, Bảo La là 17, nên là kiểu cái gì nó cũng nhỏ, cái này cũng nhỏ đúng không? Ừ, cũng nhỏ xíu. Vô tiếp. Năm. 1 2 3. Số nãy số 6 số 10 nè. Số 11 đi. Anh chị có quan tâm đến vấn đề hợp tuổi hợp mệnh khi cưới nhau không? Đối với Bảo La thì nếu mà hợp tuổi hợp mệnh thì em quan trọng trong làm ăn hơn. Còn về mà vợ chồng là quan trọng hợp tính. Hợp tính với lại hài hòa được hay không á. Ấy là khi mà tại vì cái câu này hỏi là khi cưới thì tại vì cái lúc mà cưới á là tụi mình quen được 4 năm rồi, tính bây giờ là 6 năm, thì cái lúc cưới nó không phải là kiểu lúc mới gặp mà đi ra mắt á, hay là gì rồi coi tuổi hay gì á, mà cái lúc cưới là đã quen 4 năm rồi, giờ có không hợp thì cũng hợp à. Nhưng mà được một cái là hai vợ chồng mình là cái mệnh hợp luôn, tuổi hợp luôn, là dù không có chọn nha, nhưng mà thiệt ra là hợp. Rất là hợp luôn á. Thua rồi. Số mấy có số? Nãy giờ là 6, 10, 11 rồi. Số 3 đi. Hồi trước trong lớp yêu nhau có thời gian nào hai người chán nhau không ạ? Hai tụi mình quen thì trong khoảng 2 đến 3 năm đầu là cũng không có cái khúc nào mà chán á. Đấy là cái khúc mà kiểu bị chán nhất thì là một phần là do hai người nó bắt đầu ở chung á. Đấy là nó chán thì cũng không phải, mà chạy như là mâu thuẫn. Nói chung ai cũng vậy á, là quen là một phần nè, xong rồi quen là mỗi người ở nhà riêng là một chuyện, xong rồi tới lúc mà ở chung thì nó sẽ có mấy cái giống như thói quen rồi mấy cái hành động hay gì nó cũng không hết. Nói chung là mình chưa hiểu là tại sao đối phương là như vậy á. Giống như kiểu Khoa thì là cái tính kiểu như đó giờ độc lập là thích làm việc một mình này nọ, còn Bảo La thích ngồi chung thì, rồi xong ấy là chỉ có mấy cái đó thôi, cũng mâu thuẫn, cũng kiểu một phần cũng con nít á. Thì cái thời gian đó là nếu mà như câu hỏi này thì có thể gọi là chán nhất là lúc đó, nhưng mà cũng không bao lâu, chưa tới nửa năm mấy tháng rồi. Không, với lại lúc mà mình quen một năm đầu là không có mâu thuẫn gì hết. Sau một cái năm đó là ngoài cái việc mà sau này mình nói chung mà mình mâu thuẫn á, là trước đó là kiểu Khoa đi lập nghiệp á, thôi đi lo đi làm nói chung kiểu vậy nè, thì cũng có con trai thì lúc lập nghiệp thì phải đi làm nhiều á, ai cũng sẽ bắt đầu một cái mối quan hệ bằng cái việc là nhắn tin và nói chuyện rất là nhiều, ăn trưa ngủ trưa gì nó sẽ là kiểu cái việc nó diễn ra hàng ngày luôn. Đâm ra tới một cái lúc mà cái việc đó nó bớt đi á, thì con người mà chứ người ta chỉ thích nhiều hơn thôi, bớt đi là bắt đầu sẽ có chuyện. Nên là nó mà cái này tôi cũng có một cái lời khuyên luôn thì, nhưng mà nó thì nó là khuyên thôi chứ thực ra là ai cũng sẽ bị vậy đó. Khuyên thì giống như là sao, thì khi mà đã trưởng thành rồi, cho dù là có bắt đầu một cái mối quan hệ gì á thì cũng vừa phải hơn, là mỗi người nên đều có một cái không gian riêng và có một cái khoảng thời gian riêng, còn dành cho gia đình tùm lum tà la hết công việc, chứ đừng có kiểu là mới quen vô rồi nhắn nhiều quá xong rồi đi chơi dồn dập luôn, hiểu không? Thì cái khúc sau mình ít đi á khó chịu lắm. Nên là cái gì mình cũng vừa phải thôi, xong rồi từ từ nó nhiều hơn thì sẽ hay hơn. Mà hơn là em với anh không đi chơi nhiều nha, chỉ là nhắn tin nhiều thôi á, mà còn không vậy á. Tiếp 1, 2, 3 câu số 15. Hai người có từng cãi nhau về bạn khác giới chưa? Có, tất nhiên rồi, đang nghĩ cái điều đó là đúng rồi, ai cũng đều bị luôn. Khi nào cãi nhau mà vì người đột giới đúng, như, đúng không? Lắm như giống như tự nhiên anh cãi với em gì, tự nhiên em đi với con nhỏ nào đúng rồi, em chửi anh tại vì anh cùm em với cha. Đó là
đó là theo theo mình nghĩ cái chuyện mà có cả nhau và người khác chết là cỡ nào cũng phải có. Tại vì mấy cái lúc mà mình mâu thuẫn là mình đâu có thể mình nói chuyện với nhau được đâu, là tất nhiên rồi nó ảnh hưởng. Dạ. Thu ai chơi? Câu số 1, Paula và Khoa quen nhau như thế nào? Thì nói chung tình cờ bữa đó là trên Facebook, xong rồi Khoa bảo like Paula. Xong tự nhiên đi vô ads á, thì hồi xưa mọi người có chơi cái ads em gì không, là Khoa đi vô chổng tự nhiên cái chọc. Xong rồi vô chổng chọc xong Paula mới để ý luôn, rồi bắt đầu mới biết là cũng như là lúc đó là Paula chia tay bồ nên là Paula nói chuyện luôn. Xong nói chuyện có 2 ngày là cái Paula nói với Khoa thèm phá lấu à, ước gì kiểu được đi ăn phá lấu. Đang ngồi vậy luôn thì có một cái cuộc điện thoại gọi tới. Cái xong cái em bắt máy lên xong Khoa nói tôi nè. Em đang ăn phá lấu hả? Không, em nói với anh là em muốn đi ăn phá lấu. Xong cái anh nói ừ, cho số điện thoại đi. Cái xong cái Khoa không cần, Khoa Paula chưa cho số điện thoại của Khoa luôn, cái Khoa gọi cho Paula. Hồi đó là em bán đồ á nên là em úp số điện thoại luôn. Đúng rồi, xong rồi cái bắt đầu cái Paula nói ủa ai vậy, xong rồi cái Khoa nói tôi nè. Cái Paula nói ủa tôi nào. Cái xong nói anh nè, anh Khoa nè. Xong rồi cái từ lúc đó là thấy ấn tượng, là thật sự là ấn tượng lúc đó luôn á, lần đầu tiên có một cái người mà tự biết số điện thoại của mình luôn á. Nhưng mà ý là mấy người kia là sẽ không có như vậy đúng không? Là không có lành đúng không? Không có lành á, không có chủ động tới như vậy. Mà cảnh gì em ấy phải đồ đầy thắng em nè. Không chứ. Còn lại để em chọn chứ. Câu số 8, hai anh chị biết nhau trước khi thành lập The Decoy hay sao đó ạ? Đúng. Không hỏi này dễ quá. Ở sau đó là với Khoa là không, là hai đứa học sinh luôn á. Là một người thì đang là đi học cấp 3, một người là đang đi học đại học năm nhất. Không có làm gì hết trơn, đó là gặp nhau xong rồi một đứa thì bán online, cái này một đứa bán online cái kia, xong rồi quen nhau rồi mới định mở shop lên từ từ á thì mới tới cái The Decoy này. Là thành lập đây thì coi được 1 năm mấy là Paula với Khoa cưới đúng không? 1 năm hay 2 năm? 2 năm hả? 5 rưỡi. 5 rưỡi là Paula với Khoa cưới. Rồi, Paula hỏi câu hỏi số 13. Hành động nào của đối phương dành cho chị mà chị thấy xúc động nhất? Hành động nào hả? Nếu mà em về em phải trả lời đúng không? Nhưng mà anh cũng trả lời em đi, câu này hay không? Không, chắc là có câu khác nữa đó mà. Có câu 14 nữa, nó cũng giống vậy á. Ok, thì cái hành động mà đó làm cho Paula xúc động nhất là sinh nhật lúc 18 tuổi của Paula là Khoa tổ chức cho Paula kiểu bất ngờ mọi người. Thì Khoa nói với Paula là anh sẽ đi Trung Quốc, em mà học không giỏi đi là anh đi luôn, anh để em ở Việt Nam một mình luôn. Nó nghèo quá đá. Xong rồi lúc đó là Paula thì có Paula nhớ sực lại là ngay cái thời điểm đó là sao Paula khờ quá, Paula không nhớ là Khoa đã từng nói Paula là Khoa chưa có bắt bo. Còn nghèo nữa. Tại vì Paula rủ Khoa là đi Malaysia chơi, xong rồi cái Khoa nói không có bắt bo đâu, không có đi được chứ không có tiền nữa. Xong rồi rốt cuộc là cái Paula thi cấp 3 xong, thi đậu tốt nghiệp xong nha, cái hả má này đi kêu bạn bè nói là Paula đi lại cái phim trường nó đi bận đồ đẹp vô để quảng cáo cho ảnh, để ảnh quay một cái MV nhỏ để quảng cáo cho cái team của ảnh. Xong rốt cuộc đi chơi thấy má này. Để có cái gì Paula sẽ up cho mọi người coi cái video đó nha. Được. Trời ơi, nắp này. Vô. Vô tiếp. Câu số 10. 17. Làm sao để duy trì tình cảm lâu dài? Sao mấy câu này nó cứ giống giống với nhau sao á. Ai chọn bây giờ? Bó tay. Đổi câu đi. Em trả lời cho. Làm sao để duy trì tình cảm lâu dài? Ấy là bây giờ mình sẽ nói cái của mình nha. Thì nó cũng giống giống cái câu hồi nãy số mấy á. Câu này nó xem tự nhiên chọn gì chen vô á. Thì giống như cái việc mà duy trì tình cảm á thì nó giống như vậy nè. Tại vì mình cũng áp dụng cái này giống trong công việc luôn, là nói chung trong công việc thì nó luôn sẽ có mâu thuẫn, thì tình cảm cũng sẽ như vậy. Thì khi mà cái mâu thuẫn xảy ra á là mình phải làm gì? Ví dụ như cái mâu thuẫn xảy ra thì mình phải giải quyết cái mâu thuẫn đó. Thì khi mà cái mâu thuẫn xảy ra là sao? Giống như kiểu hai người không có đồng ý về cái chuyện đó, nhưng mà nếu mà cùng nhau giải quyết cái mâu thuẫn đó thì cái mối quan hệ sẽ chặt chẽ hơn. Nhưng mà sẽ tới lúc lại có mâu thuẫn khác. Nhưng mà cái quan trọng là cứ nói chung mâu thuẫn thì không có nên im lặng hay gì hết á, là phải giải quyết. Thì trong công việc, tình cảm, cái gì cũng vậy hết, thì phải sửa tới cuối cùng á. Nói chung là cãi nhau cũng được nhưng mà nó phải giải quyết xong. Chưa má ơi. Chưa. 1, 2, 3 lại 1, 2, 3 câu số 2. Câu số 2 là hai anh chị làm gì để giữ lửa trong tình cảm? Giống nhau.
nhau quá vậy. Đúng, này là Imachi sạn nè. Imachi đúng khùng luôn á. Không có gì đặc biệt hết. Sáng có hỏi túng tức luôn á. Ờ, xem hết. Chắc là khùng giống nhau á, đó trả lời rồi đó. Ờ. Không làm gì để giữ lửa trong tình cảm là lại đó nó giống gì đó, đi chơi rồi này kia rồi. Đi chơi với nhau, rồi. Dành thời gian cho nhau. Cái Imachi nha. Một, hai, ba. Câu số 4. Hình như chị quen Khoa từ hồi học cấp 3. Đó, để có kể luôn rồi nha. Trời ơi. Đúng chí luôn. Tiếp. Câu số 5 đi. Anh cầu hôn thế nào ạ? À? Em kể. À, Khoa cầu hôn vậy đó mọi người. Không có giống một ai trên cái thế giới này hết. Tự nhiên cái đi mua chiếc nhẫn, lúc đó là Bala đang ngủ ở nhà luôn. Xong rồi Khoa mới nói là xíu nữa đi chơi không. Thì bình thường là đi chơi là Bala sẽ đi từ hồi 6 giờ luôn. Cái lúc đó là 8 giờ, 9 giờ vậy á là Khoa mới chở Bala đi. Xong cái để chở đi, nói đi vòng vòng đi, đi ăn bánh hot dog không. Xong chở ra nhà thờ Đức Bà á, cái ổng giữ cái nhẫn ở nhà mà ổng ngại không có dám nói mình. Thì nói chung á là Khoa chở Bala ra nhà thờ Đức Bà, xong rồi Khoa mới nói là ăn bánh hot dog không. Thì cái bánh hot dog của xưởng rồi đó. Xong tự nhiên ngồi kế bên nhẫn nè. Thôi nãy giờ anh ngại quá, anh không dám đưa cho em. Từ bây giờ em là của anh nha. Nói chơi chuyện đó luôn á mọi người. Xong rồi cái tôi ngồi cái ngồi, ủa này còn hôn hả ta? Với lại kiểu nói chung Khoa là thuộc cái kiểu là người dễ bị xúc động á, nên là làm cái gì á cũng nên dạ khóc. Nói chung nếu mà tôi mà làm cái gì xúc động thì đối phương chưa khóc là tôi khóc chứ, kiểu là vậy nên thôi. Nhưng giờ bữa tôi hát đám cưới mọi người, tôi không có khóc, cha tôi hát đúng vui luôn, tôi không phải là khóc. 1, 2, 3 Thái. Câu số 9. Lý do nào khiến chị và anh Thái quyết định về chung một nhà và trở thành vợ chồng? Ok, thì cái thứ nhất đó là cái việc mà về chung một nhà thì cơ bản là trước đó tụi mình cũng ở chung rồi. Ở chung một năm. Hơn một năm. Không, một năm đúng luôn. Ở chung một năm rồi, với lại cũng gia đình cũng biết, gia đình biết nhau hết luôn rồi. Nên là thì ra cái việc mà cưới đó, thì ngay cả khi mà lúc cưới luôn nha, là cưới xong tới lúc mà mình mua nhà luôn á, mới đi làm giấy kết hôn, là thì ra cái cưới cũng như là một cái buổi tiệc kiểu như để cho mọi người đúng biết rồi. Và nhỏ. Chính thức thôi, tại vì cái lúc mình làm đám cưới, cái đám cưới mình làm có mười mấy bạn, kiểu nó ấm cúng lắm luôn á, 18 bạn là cả hai họ và bạn bè luôn, mà nhỏ xíu mình làm nhỏ đúng rồi. Nên là khi cưới thì cũng anh em hay mọi người cũng không bất ngờ lắm. Mà biết gì không, bình thường á là người ta xin cưới là người ta sẽ dẫn ba mẹ qua đầu tiên luôn. Không, ông này nè chạy qua thầm lặng chạy qua bên nhà coi la xong nói đúng rồi, nói bà nội cho con cưới Bala nha. Mà bà nội Bala còn nói là trời ơi sao thằng này nó gan dữ vậy ta, nó đi xin cưới có một mình ơn, tự nhiên chạy qua xong xin cưới xong rồi kêu con đói bụng quá, cái xong hỏi ăn cháo luôn nha mọi người. Ăn xin cưới độc đáo thiệt luôn. Trời, số 7 đây. Số 7. Điều mà hai người muốn thay đổi ở người kia nhất là gì? Ok, con la trước. Em muốn Khoa thay đổi là bớt nóng tính, hết rồi. Ok. Còn Khoa thì không phải là Khoa muốn con la thay đổi, mà chỉ là muốn là kiểu như là cái gì cũng nâng cái level của mình lên á. Hiểu không? Giống như là mình là cái người của mình như thế nào thì mình cứ nên là như vậy. Nhưng mà cái level của mình nên nâng lên trong tất cả mọi thứ luôn, kiểu như là từ kiến thức, rồi tư duy, rồi lối sống, rồi mọi thứ. Và Khoa thì khuynh hướng vô là theo cái hướng là kiểu nó ít có tiếp xúc với người nào mà bị xấu xa tới nỗi mà người đó phải thay đổi lắm. Nên là thường là chỉ muốn là người ta chưa có tốt lắm thì nên tốt hơn nữa thôi. Đúng rồi. Phát triển bản thân. Đúng rồi. Từ mọi thứ, như là nấu ăn thì phải nấu ngon hơn. Đúng không? Nấu dở hoài cũng nấu như làm gì. Là kiểu vậy đó. Hay ha, thắng chia qua chia lại. Số 12 đi. Lần cãi nhau lớn nhất của hai người. Cãi nhau lớn nhất hả? Chắc là do mâu thuẫn nhiều quá. Xong rồi ấy là cãi nhau lớn nhất thì không có phải là lớn nhất. Đa phần là cãi nhau nào cũng lớn. Nói chung là Bala với Khoa cãi nhau rất là lớn. Cãi nhau lần nào xong cũng lớn. Xong rồi riết rồi
không nói chuyện nữa. Thì có một cái đợt là không nói chuyện nữa, xong rồi là bỏ đi về nhà 2-3 ngày, xong rồi khoa bắt về luôn. Đúng là có một ngày có một ngày à, cái đó là hồi 2018 là cãi nhau lớn nhất, là lúc đó là cãi xong rồi Mola cũng bỏ đi luôn. Xong rồi cái Khoa đi mua xe á, tặng vô là chạy qua đồ quay lại. Mà không chịu lấy xe em chạy qua thôi. Nhưng mà cái lúc đó cũng là ra để giải quyết cái vấn đề, chứ không phải đi có qua rồi khóc lóc hay năn nỉ cái gì đó, mà là cố gắng giải quyết vấn đề hết. Ô luôn. Từ 1 tới 12 là có rồi nha. 1 tới 12 có rồi. Chị 16 thôi chứ chưa. 16 chưa hả? 16 giận lúc giận nhau thì hai người làm gì để hòa? Nữa, nó giống nhau lắm luôn mọi người. Mày chì rồi. Đổi câu hỏi. 17. Là giận thì giải quyết đó. 17 rồi luôn. Tiếp đi. 18. Món quà đầu tiên hai người tặng nhau. Một cho anh trả lời trước. Nhớ không? Tặng cái là tặng đàng hoàng luôn á hả? Không, tặng đầu tiên thôi, mình nói cái đầu. Em tặng anh thì anh nhớ nha. Từ từ có người gọi trước. Alo. Thôi anh kể trước đi. Anh nhớ là em tặng gì cho anh nè. Ghê. Cái thứ cái bông lai tặng đầu tiên cho Khoa là cái bông tai. Đúng. Đâu? Rồi. Đi cà phê Âu Bình Ti. Ê không phải Âu Bình, Âu Bình. Chà tiền thử má. Không, cái tặng bông tai là Urban Station. Urban Station là Bola. Khoa kêu là Khoa rất thích đeo bông tai, xong Bola lấy bông tai thỏ. Trả lời cái đôi bông tai con thỏ. Xong rồi đi hẹn hò mà má này mở phim Thái Lan coi rồi. Rồi tôi ngồi coi đéo hiểu gì. Còn anh tặng gì cho em? Tặng cho một lốc sữa. Tự nhiên bữa đó tôi nói là em thèm sữa Milo quá. Đúng rồi. Chạy qua nhà không gọi không gì hết trơn, gọi lô và lấy sữa đi, xong tặng men lốc Milo. Mà tới nay cũng mắc hơn cái bông tai mà. Không, lúc sau tặng cho cái gì, tặng lại cho anh hình như một lốc bông tai luôn á, có một bông hoa đồ này kia nữa. Rồi mấy đó không xài được mẹ gì hết, anh đeo bê đê vậy vô. Đúng không? Hai anh chị yêu điểm gì nhất của đối phương? Hãy nói trước đi. Bella nghĩ là thích cái kiểu mà Khoa không có nói nhưng mà Khoa làm á. Tức là những cái gì mà Khoa làm á, nó không phải là quà bất ngờ hay gì, mà mỗi lần Khoa làm là mình giật mình luôn á. Ý là mình sẽ mình sẽ kiểu mình hết hồn, ồ ghê vậy ta, ghê vậy, biết này luôn, biết là sẽ làm cái này luôn, ý là còn không thôi nha. Là tâm lý đúng không? Tâm lý với lại những cái mà Khoa nói á, Khoa nói có một lần mà xong rồi một thời gian lâu luôn là Khoa sẽ làm nha, chứ không phải là nói nhiều xong rồi tới dài thì là dài xong rồi không làm luôn. Đấy là kiểu á, cái tiếp người của mình là trách nhiệm nữa. Thứ nhất là mình sẽ giữ trách nhiệm với cái lời nói, là khi mà mình nói một cái gì ra mà liên quan tới giống như là vấn đề về thời gian hay là hứa hẹn á, thì một là mình sẽ không nói, hai là khi mà mình nói ra là mình bắt buộc là mình phải làm luôn. Nói chung nó cũng xa lắm, mấy cái mình nói là không phải giống như là mua chai nước hay là chai nước mắm hay gì á. Nói chung á là cái chuyện mà giống như sẽ ở nè, xong giống như ngay cả hồi xưa là mình chưa thành lập được Dirty Coin luôn, lỡ nào mình cũng sẽ nói là mấy cái vấn đề như sau này nhà cửa rồi ở này kia hay là cái thứ, mặc dù đó là kiểu ăn cũng không đủ nữa, nhưng đúng mà rồi, mình luôn đặt những cái tương lai lên đầu. Nói chung á, hồi xưa là Bola không có hy vọng Khoa một cái gì hết, để cho Khoa đừng có áp lực. Xong rồi Khoa cứ tự động Khoa đặt cái áp lực lên Khoa, xong rồi Khoa sẽ làm những cái đó mà kiểu Khoa nói trước cho Bola lâu lắm rồi. Thì toàn cứ một năm làm một cái lời nói là làm đúng y chang vậy luôn, mà kiểu mình bất ngờ luôn. Rồi của em. Không, để anh nói. Rồi nó lại hỏi cái gì đó. 14. Còn về Bola thì cái Khoa yên tâm thì nhất là về yên tâm thì hoặc là về yên tâm nhất là tình cảm. Thì khi mà mình đi ra ngoài mình làm thì nếu mà yên tâm cái vấn đề tình cảm thì kiểu làm việc nó cũng dễ hơn. Còn lại có nhiều cái thì Bola hay quên, thì như điện đóm rồi nhà cửa thì không quên đóng cửa, thì đó là không yên tâm về cái mức độ an toàn đó. Đúng. Còn tình cảm là cái ok nhất. Tức là đi đâu cũng có một người chờ mình. Giống bên này. Ok. Số 19, câu hỏi cuối cùng. Có điều gì hai người muốn nói với nhau mà chưa dám? Chưa dám luôn. Nói nhiều lắm luôn. Gì nói? Tính ra là
Hồi nãy không phải gì cũng dám nói luôn á. Không nên nói cũng nói. Nói xong bị chửi luôn. Xong rồi nói là đáng lẽ là em không được nói như vậy. Xong rồi vẫn nói luôn. Tại vì đối với Bola là Bola không có giấu được cái gì hết đó. Hồi nãy mình có nói rồi là không có. Không có nên đáp ứng cái gì hết. Đúng rồi. Thì nói chung từ đầu để anh nói cho. Ok. Nói chung là kiểu như nãy Thảo có nói là đương nhiên mỗi người sẽ có những cái riêng, giống như là kiểu không nói đây là ví dụ như vậy đi, là Bola thì lâu lâu Bola cũng sẽ có mấy cái Bola buồn riêng, nhưng mà ví dụ như gia đình hay gì đó, nhưng mà cái Bola nói được thì Bola sẽ nói, còn không thì Bola có thể là Bola sẽ giữ trong lòng, tại kiểu như cũng không muốn mình đáp lực. Thì giống như Khoa cũng vậy, những cái không dám nói đây nó lại là những cái như ví dụ như công việc đi, về công việc có mấy cái nó khó quá, giống như vợ nó cũng chỉ nói chung chung là dịch này anh bán không được, đang lỗ hay là gì thôi, chứ không có thể, chứ không có nói sâu vô là nay anh mới bị rách tờ giấy hay là bị hư máy tính rồi. Nói chung nó dài dòng quá. Bây giờ cái đó là những cái cần thiết bây mà giờ cái ý chính á. Cái shop quá nhiều việc luôn rồi. Là Bola cũng không có thể nào mà như hồi xưa là chỉ shop chỉ có hai đứa. Xong rồi biết được từ mọi cái đâu mọi người. Là Bola chỉ ở nhà xong rồi lo ở nhà thôi. Không thể nào thế là nó mà mấy cái ý chính mà liên quan tới tình cảm thì thường là sẽ nói chuyện chung rồi. Với lại kiểu Bola với Khoa là không có làm chung đa, để đa phần mà bị mâu thuẫn á nó không có về tình cảm, mà mâu thuẫn là mấy cái giống như là dạ. Sao mà làm việc ấy là làm việc nó như nhiều khi không có vô khuôn giống nhau hay là cái cách nói chung Khoa là Khoa sẽ một cái kiểu là làm cái gì cũng lẹ, Bola thì làm sẽ chậm hơn. Thì cãi lộn mấy cái nói chung là cũng tào lao lắm, không có phải là vô hẳn chưa tình cảm gì á, hay là cửa không đóng hay gì thôi, kiểu đó là hay cãi đó, hay là về cái cách làm việc thì hai người nó khác á, kiểu như Khoa thì xưa tới giờ làm cái gì cũng sẽ lẹ, làm nhanh làm gọn dứt điểm, Bola thì sẽ trễ nải hơn và sẽ bị kiểu như là không bất tập trung cho công việc, thì thường là bực mình là mấy cái đó thôi. Còn lại ít không có nhiều, nhưng mà mấy cái đó là Khoa cũng nói hết. Với lại nói chuyện thì kiểu hai người nó cũng sẽ phải khác nhau á, tại vì giống cũng không có quen được. Khác ở đây là như cái cách xử lý dòng lời nói của Khoa nó sẽ khác, còn của Bola nó sẽ khác, nên đa phần nhiều khi bị chụp nghiệp cái kiểu đó. Nói chung là mọi người sẽ thấy được rõ ràng luôn là Bola là một người bỏng, còn Khoa là một người trầm. Nói chung còn ăn uống hay gì là cũng hợp hết, tại là tôi cũng dễ ăn. Rồi còn Bola nấu gì ngon. Đúng rồi, đau rồi vậy. Rồi. Ok, và Bola với lại Khoa là đã trả lời 19 câu hỏi, là những cái câu hỏi mà mọi người thường hỏi nhất luôn. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ hai vợ chồng. Thì hai tụi mình sẽ quay những cái gì đó nó happy hạnh phúc sau này nữa, nên là mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho Bola với Khoa nha. Bye bye mọi người, nhớ like clip nha. Ok.